xin kính chào đại gia đình. Thì hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần này. Hôm nay cũng mưa chiều giờ cũng nhiều. Thì cuối tuần anh em tôi làm một cái tiệc nhỏ. Hôm nay tiệc thì có mừng thành viên mới về công ty á. Công ty mới nhận thêm một bạn mới người Việt Nam. Nên anh em tôi mở tiệc ăn uống chơi. Thì hôm nay mưa nên mọi người làm cái món thịt nướng, nướng than. Thì sáng giờ cũng chuẩn bị được cũng nhiều quá, với lại đi cũng nhiều công việc quá nên tôi không có quay được, nên giờ cứ quay được như quay nha. Lên sóng nha anh em. Thiện ơi, đây nè, đây. Video nhiều lắm em, nhưng mà tại nhiều quá anh không có thời gian á, anh không có thời gian để anh quay nè. Mẹ ơi nay con lên sóng nè, nay lâu rồi mới gặp người đẹp này. Chào em, nay có người mới nè. Đây. Đây em là đây là người mới ha. Người mới về công ty. Rồi chơi vui nha em. Hy vọng về công ty này được sóng yên biển lặng. cái giường ở qua hôm trước nè. Này ra trái thêm nữa nè, nhiều lắm. Hồi đó là hồi nó dù ra nha. Được, để anh lấy cái kéo ra cho. Anh mài cái kéo luôn cho. Thì rồi vậy đi, ăn đi. Thì mọi người cũng thông cảm xíu đi. Tại vì mấy nay cái tôi cũng học tiếng Nhật á, rồi cuối tuần cũng đi chơi nữa. Nên video tôi quay cũng nhiều lắm á. Tôi đi nhiều chỗ nên tôi quay video lắm. Nên cũng không có mà thời gian để về mà tôi cắt video nữa. Video còn tôi chừa chắc cũng phải là cả chục cái video luôn á. Nên mọi người cứ từ từ sẽ đăng lên sau ha. Thì hôm nay là ăn uống vui như vậy đi. Vậy nha mọi người. Vô thiện ơi. Không biết nữa được nhiều tiền trời. Rồi, lên đó vậy. 1, 2, 3, vô.